Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi làm chi tiết tô mỏ nha các bạn. Dùng y hệt đến công y và chi tiết nha. Đây là cái gì? Coi nằm mấy video là quanh về quanh coi hai cái video. Ôi giái ơi. Mọi người, đây là vòng của mình đây. Bạn thành nha, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn, đây là vòng của mình, các bạn thành video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, xong rồi nha, vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Yeah, đây công. Mai cứ kỳ anh công như thế. Đố quanh. Dạ. Em tổng cắt dán của em thì là 199 gần 200. Đấy như là 200 đấy, nhưng một cái video nó bị lỗi hỏng nên là thôi lại xóa đi. Còn cái tô màu mới thì em chưa tổng. Chị em không biết. Thằng và hai cái máy tính yên lòng có làm mà nên em nó tổng nào, em chỉ tổng cái của em thôi. Nghe đang nhân 200 để cho nó tròn. Thế mà học một cái cay thật. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là khung ảnh. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mọi người ơi, hôm nay vòng của mình sẽ là nồi chiên. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mọi người ơi, vòng hôm nay của mình sẽ có dòng chữ cái chảo. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mọi người ơi, giờ mình đi với chi tiết. Có nồi áp suất kìa. Nắm nồi. Bếp từ, bếp điện, bếp ga. Bếp phần nặng. Thành công thì là thành công. Tìm đi chuyển cái môn này này. Như vậy video của mình kết thúc các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Chi tiết lại tiếp tục đến với mình nha. Có anh thấy bảo làm cái môn khác đấy anh ạ. Thấy bảo làm công ty môn khác đấy. Càng đẹp. Không làm trăm ba đi. Chả biết hôm nay làm cái gì kêu đo lưng ngoài gối. Màu xanh nha, màu xanh nha.
đau lưng mỏi gối tê tay. Chi tiết lại tiếp tục đến với mình. Công cứ bóng này hiểu, bóng này hú như vậy như con sói. Ngủ cũng không yên. Đang chữ hú hú. Anh không đừng đừng hú nữa, em đang ngủ. À, thiếu anh công là thiếu thiếu món hay này. Thiếu anh công là thiếu món hay này, không nghe. Cứ bảo thôi đừng nghe anh công nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến chi tiết là cắt chi tiết là tàu đến tè như vậy. Cái gì? Chi tiết. Ôi chưa, này có đá bóng ở đâu ấy? Ở trên huyện à? Dài gì? À kia. Ôi anh kia hôm nay đã tiêu nguyện luôn rồi đúng không? Ba không chạy. Ba không. Ui, bố em chả biết thế nào, hôm nay còn về sớm. Mình tưởng là ô đi có việc hay điên cô đâu, hóa ra đi xem đá bóng ấy. Về luôn mà 12 giờ tầm trưa trưa hay về luôn. Xong phóng xe đi, mình tưởng ốt đi đâu rồi. Ơ thì đúng rồi, tầm 1:30 ra thấy đi rồi. Đi chi tiết. Chi tiết. Chi tiết gì ư? Chi tiết một. Có á. Mà chi tiết cắt dán hay là chi tiết gì đấy? Vẫn già đấy. Con vẽ gì đây? Sợ cứ đi toilet đi. Ui trời ơi. Vậy là video mình kết thúc lại.